Đây mọi người ơi, tụi mình đã về đến nhà đây rồi. Đây, con nhỏ con to gì có hết luôn. Con vỡ cũng có mà con lành cũng có. Giờ con vỡ này nó vẫn còn sống luôn này. Ngon ngoe ngon ngoe. Ủa, con này là bự nhất này mọi người. Thấy không? Thì đã luôn. Cái vòi của nó này. Con nhỏ nhất là cái con dưới này này. Con baby á. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Đây con này này, nhỏ xíu à. Nó to nhỏ gì mình cũng lấy hết, mình đã đào nó lên là mình phải lấy nó rồi. Rồi, thì hiện tại bây giờ á, mọi người biết mấy giờ rồi không? Đây, gần 2 giờ sáng rồi là tụi mình mới về đến nhà. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ là mình làm thịt mấy con này để mà mình đi ngủ. Rồi mình cất cái thịt nó vào trong tủ lạnh. Sau rồi ngày mai á, thì mình sẽ mua đồ về để mình làm. Chắc là mình sẽ nướng mỡ hành, tại vì chồng mình thích ăn nướng mỡ hành á. Còn lại thì mình sẽ nấu cháo hoặc là nấu cái món gì đó, xào với gì đó cũng được. Trời ơi con này này, mọi người thấy ngon không? Thịt ăn ngon lắm luôn mọi người, làm bây giờ cho nó tươi luôn ha. Rồi cả hai vợ chồng mình sẽ làm. Chồng mình thì làm mấy cái con mà nó bị vỡ rồi, còn mình sẽ làm những cái con mà đang còn sống á. Đây mình sẽ làm một con cho mọi người cùng coi ha. Đó, mình rạch cái chỗ này của nó này. Hai bên vỏ của nó, cái con này á, vỏ của nó rất là sắc luôn và giòn, dễ gãy, cho nên là khi mà mình làm mình cũng nên cẩn thận. Tiếng Anh người ta gọi là razor clam. Razor clam, razor clam có nghĩa là, dịch ra tiếng Việt là cái dao bào, cái dao lam, cái lưỡi dao lam. Ý là cái vỏ của nó rất là sắc. Đây, nó còn sống nữa không? Thấy nó cổ quậy không? Đây là cái phần mông của nó, còn phần này phần vòi, phần đầu của nó này. Thì con này so với cái con ốc trời voi thì nó sạch sẽ hơn, làm nó cũng đỡ cực hơn. Đó, mình tách ra rất là đơn giản. Và trong này thì mọi người sẽ thấy là nó có một cái bụng này. Cái bụng của nó ở đây thì nó có rất là nhiều cái dơ trong á, thì mình tốt ra rồi sau đó mình làm sạch cái phần bụng của nó. Đây, tốt ra. Đây. Mình sẽ dùng cái phần này đi. Thấy không? Mình có thể giữ lại cái phần đuôi dưới này để mình ăn, còn không thì mình có thể dùng hết luôn. Nhiều người thì người ta sẽ dùng hết, mình thì mình sẽ lấy ra hết đây và lấy cái phần bên kia đã. Còn đây á, đây phần đen đen nâu nâu này mình cũng dùng đi luôn ha. Để lại phần vòi thôi. Bây giờ mình cắt nguyên cái vòi trên này luôn. Tại cái vòi này nó cũng dơ á. Sau đó thì mình sẽ cắt dọc cái vòi của nó đâm thẳng xuống thì mình sẽ được cái hình thù như thế này. Và như thế này á là nó đã rất là sạch rồi. Thì mình sẽ rửa sơ qua với nước muối một lần nữa. Rồi mình sẽ đem đi ướp rồi chế biến sau nha mọi người. Đó. Nó vẫn còn dơ này. Thì mình sẽ cố gắng rửa ra cho nó hết sạch ra cái dơ này là được. Rồi đây mọi người ơi, mình đã làm cho nó sạch sẽ như thế này rồi nè. À, mình chia ra rất là nhiều phần để làm 4 món. Thì món đầu tiên á là món tu hài chiên giòn. Đây, thì cái phần này là cái phần vòi á. Mình lấy cái phần vòi để mình chiên giòn, ăn rất là ngon luôn. Mình để nguyên cái giòn như vậy nè. À, rồi mình sẽ nhúng vào bột. Đây là bột chiên giòn này. Mình lại cho một ít trứng vô đây. Sau rồi một ít nước quấy lên. Giờ mình làm món này đầu tiên nha. Làm 4 món lận nên là mỗi món mình sẽ show cho mọi người coi. Mình không có dùng chảo tại vì dầu chảo nó rộng quá. À, mình không có bỏ dầu vô ngập được. Nó tốn dầu quá đi nên là mình cho vào một cái nồi như vậy. Thì nó sẽ được nhiều dầu và ngập dầu. Mình sẽ cho cái vòi này nhúng vào cái bột khô trước. Một lớp áo bột khô. Nhúng qua bột ướp.
chiên vàng lên. Nó chín vàng như thế này là được nè mọi người. Rồi mình sẽ vớt ra. Nó nhanh chín lắm luôn á. Mình để cái lửa thật to vô. Rồi nó xì xè, nó phồng lên cho nó vàng là ok. Món thứ hai là món nướng mỡ hành đó. Mình nãy mình đã cho vào trong lò nướng á. Mình nướng được khoảng 5 phút rồi. Giờ thì mình sẽ cho mỡ hành vô. Rồi mình sẽ nướng thêm 5 phút nữa. Tiếp theo món thứ ba sẽ là món tu hài xào rau muống. Ở đây mình cho tỏi băm nhỏ vào này, xong mình phi vàng thơm lên. Thế bây giờ mình sẽ cho con tu hài vào. Mình cho rau muống vô luôn nha. Mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm. Sẽ đảo đều lên. Cái nước của con tu hài nó ra này mọi người, có cái màu trắng trắng này. Nó sẽ hòa quyện cùng với rau muống á. Thì món này á, nó sẽ rất là ngọt và ngon luôn. Vô cùng hợp bài luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Vậy là mình đã xong món thứ ba rồi. Vậy thì mình sẽ tao cái phần thịt tu hài này lên. Thịt này thì mình đã cắt nhỏ ra. Rồi mình ướp với một ít gia vị. Muối, hạt nêm, tiêu. Đây là hành tỏi. Mình phi vàng lên. Mình cho một ít dầu điều. Và đây cũng là món cuối cùng, đó là món cháo tu hài. Mình xào thịt cho nó xanh lại là ok. Mình đã xong món này rồi. Và bên này á, là nồi cháo này mọi người. Cháo này thì mình đã hầm xương rồi. Đây mọi người ơi, mình đã hoàn thành xong đây rồi này. Tu hài 4 món đây. Hai cái tô cháo của mình lấy ra đây rồi này. Mình cho một ít hành phi lên trên nữa cho nó thơm á mọi người. Đó, tô của chồng mình này có hai cục xương nữa. Thì ở phía dưới này là mình có cho thịt tu hài rồi. Bên này là chiên nè, chiên giòn. Bên này là nướng mỡ hành. Xào với rau muống. Rồi, mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Mọi người ơi. Ở đây cái món này mình sẽ chấm với tương ớt này. À. Make a thumbnail. Đây cái tô cháo này là nó tấm thumbnail. Ok, được rồi. Mọi người ơi. Mọi người thử cháo trước nha. Oh yeah. Raise your clam. Chanh. Try to not make noise. Oh yeah. Yeah. Why? People hate it. People hate it, huh? Yeah, noisy. Mmm. Mmm.
ngon 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 ngon. Cháo rất là ngọt nước luôn mọi người. Làm từng này món á, mất của mình 2 tiếng đồng hồ lận luôn. Đây hầu hết là toàn món nhậu không, 3 món này là nhậu được luôn lần này. Rồi rau muống này. So good. Oh yeah. I'll be the judge. The batter that you used is really good to fry them. It's like a tempura batter. Giòn tan à. Thịt con tu hoài nó ngọt lắm luôn mọi người. It's good. Good đó. Tuần này là 30 con mà tụi mình bắt á. Mình thấy nhiều không? Làm được 4 món rồi. Nãy á, mình bị cảnh sát bắt tấp vào lề đường mọi người. Talk about the police. Pull me over. Lần đầu tiên bị cảnh sát lái xe ở Mỹ mà bị cảnh sát tấp vô lề đường. Là lỗi của mình mọi người. Mắc cười lắm. Vậy ta, mình đi làm về, sau đó là trời chập tối rồi mọi người, nên là mình cũng gọi như là đi cũng kiểu như là khó nhìn thấy đường là thứ nhất á. Thứ hai đó, thường trời tối mà mình về nhà, lúc đi làm trời sáng thì không nói, lúc trời tối về nhà là hay kiểu như kiểu là không có hay phân vân á mọi người, hay lo lắng á. Ok, mình đi trên đường về nhà mình tạt qua chợ để mua rau muống này, rồi mua mỡ hành đồ để mình về mình làm món ngày hôm nay cho mọi người coi này. Mình tạt vô chợ thì cái theo luật á, thì là đến cái ngã tư á, mà muốn quẹo trái á, thì nó có 2 trường hợp là có một cái đèn xanh hình tròn á, với lại là một cái đèn xanh mà có mũi tên á, thì đường đèn xanh mà có mũi tên á thì mình được phép là rẽ trái luôn, không có cần phải quan sát gì hết. Còn đèn xanh mà hình tròn không vậy đó, mà rẽ trái là mình phải quan sát phía đối diện có người đi đến hay không, rồi người ta mình nhường cho người ta đi trước cái đã, tại vì đối diện thì người ta cũng sẽ đi thẳng tạt như này đúng không, sau này mình quẹo trái được. Nhưng mà mình á, kiểu giống là lúc đó mình không hiểu sao nữa, bình thường đi rất là bình thường mà tự dưng lúc nãy ma xui tự khiến gì mà mình rẽ trái mình không quan sát luôn mọi người. Đó, có nghĩa là được phép rẽ trái nhưng với điều kiện là mình phải quan sát và để nhường người đối diện á, mà mình không quan sát luôn. Cái bắt đầu á là cái bắt đầu là mình rẽ trái thì cái lúc đó cái xe đối diện á nó đi thẳng hướng của mình, nó suýt nữa là tông mình luôn mọi người. Nếu mà người ta có tông mình á, đó là lỗi của mình, tại vì mình sai á. Cái sau cái xe đó lại là xe cảnh sát. Cái người ta lúc đó là mình bị mất tay lái á, cái mình phải đâm thẳng lên trên lề đường á, không nếu mà không đâm mà mình quẹo đi bình thường á, mình quẹo đi bình thường á thì kiểu gì mình cũng sẽ tông cái xe khác, nên mình đâm thẳng lên lề đường luôn mọi người. Cái cảnh sát đi theo mình đến chợ á, thì cái anh cảnh sát đợi mình đổ xe vô á, rồi anh mới nhấp nháy cái đèn. Thì bên này xe cảnh sát á, người ta sẽ nhấp nháy cái đèn phía sau mình, nếu mà mình vi phạm gì á thì mình phải vào đổ xe rồi xong rồi xuất trình giấy tờ này kia. Cái đợi cho mình đổ xong rồi anh mới mở đèn lên nhấp nháy cái mình biết rồi. Cái anh lại, anh nói là
Cô biết là vì sao tôi gọi là bắt bạn không? Kiểu vậy đó. Dịch ra vậy. Cái mình nói dạ em biết anh ơi, em biết em sai rồi. Đó. Là mình giải thích đó, là mình cứ tưởng là cái đó là cái mũi tên xanh nên mình được quẹo trái mà không cần quan sát á. Cái ảnh mới đòi xem giấy tờ của mình đem ra. Rồi bắt đầu ảnh mới check thông tin của mình. Rồi bắt đầu ảnh mới nói lần này là cảnh cáo mà nghe. Cảnh cáo, còn lần sau nữa thì không biết chắc là người ta sẽ phạt á mà nghe, phạt hành chính á. Rồi lúc đó mình sợ ghê luôn á. Tại lần đầu tiên mình bị á. Nếu mà phạt á thì không có nói làm gì, nhưng mà mình sợ là bị tai nạn nghe. Lỡ như người ta đâm mình á là lỗi của mình. Người ta cũng có thể kiện mình và mình phải bồi thường á. Bồi thường thì mình có bảo hiểm, thì bảo hiểm có bồi thường cho mình, nhưng mà sau này á bảo hiểm xe nó sẽ tăng lên. Rồi cho kể lỡ mai người ta bị gì rồi mình bị gì sao. Cái mình về mình kể cho chồng. Chồng mình la mình quá trời luôn. La kìa. Giờ anh vẫn đang còn kiểu kiểu như là đang giận mình cái vụ đó đó. Tại vì anh nói lái xe bao lâu nay rồi mà còn cái điều cơ bản gì mà để cho sai nữa. Trời ơi. Mai mà mà còn không người ta phạt đó, phạt ghê lắm. Mày là gặp chúng cảnh sát giống mà người ta dễ tính, nên là người ta giống mà tha một lần là đầu tiên. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình bị người ta bắt lại thôi, chứ còn mà nhiều người mà bị nhiều lần á là người ta sẽ phạt á. Thường bị lần đầu là người ta sẽ chăm chút bỏ qua cho mình cơ hội, từ nay về sau là đi phải cẩn thận. Are you gonna do it again? Huh. Make that same mistake? No. Now I know and remember forever. I was so nervous when he pulled me over. I was like, here we go. I'm ready for the ticket. Lucky you're cute. Wow. Cái lúc mà mình thấy cái xe nó đi thẳng á, mình nghĩ trong người, rồi ngu rồi, mình thấy có cái gì đó sai rồi. Thì xong thấy xe cảnh sát phía sau là mình, là sau thấy cảnh sát phía sau là mình biết rồi. Cái này sai hoàn toàn rồi đó. Which one you like most? I like the fried the best. Mm-hmm. Of course. Dan. What's his name? I haven't tried that yet. It's all pretty good. It doesn't get better than fresh razor clams, you know? Mm. Mình thích cái món cháo với là món xào rau muống này. Sau rồi đến món chiên. Cuối cùng là mỡ hành. Chồng mình thì thích món chiên nhất. Còn ba món này chắc có lẽ cũng... The rice soup's really good though. So which one is most? That one, it's warm. When it gets cold, it's not so good, you know. The rice soup right now is the best. You know? Mm. Anh nói món này là anh thích nhất, nhưng mà khi mà nó nóng á, còn mà nó nguội rồi thì nó mềm, nó không ngon nữa. Rồi đến cháo nè, cháo ngon lắm tại vì nó nóng á.
soup's really, really good. Nước nó ngọt quá. Ngọt. What about you? Most. Second. Third. Fourth. Said last. Sure. Not getting much love today. The grilled. Món này bình thường chồng mình thích lắm, nhưng mà biết sao không? Bữa nay tối rồi á, mình lười. Mình thổi lò than phía ngoài ban công á để mình nướng á. Cho nên là mình phải nướng bằng cái lò điện trong này nè. Nó không có được ngon bằng, nó không có thơm á. Rau muống này ngon kinh khủng luôn á mọi người. Cái nước á nó hòa quyện vô những cái cọng rau muống, nó len lỏi vào tâm hồn của những cọng rau muống, làm cho cái hương vị của món ăn này nó tăng lên gấp bội lần. So good, babe. So good. My soup's special. Full, huh? Mm-hmm. I am full. No, quá rồi. Mọi người biết sao? Con tu hành á, bình thường nhiều người ra quán á, người ta chỉ gọi một suất này, suất kia thôi, và ăn mấy người luôn. Còn mình á, là mình quách luôn 30 con tu hà, à. Cho nên là mình ăn nó dễ no mọi người, tại vì nó rất là nhiều chất, rất là bổ luôn. À. Con này với con vò voi, mà con vò voi khó bắt lắm, nên là tụi mình không đi bắt được con đó. Con đó là phải có cái máy chuyên dụng, một cái máy kiểu như là máy xịn luôn á, mà dành cho những người chuyên nghiệp á. Mà con đó bắt xong dơ người lắm luôn á. Con đó phải bắt buổi ngày, không thể nào buổi đêm được. Con này thì nó dễ hơn. Thịt mềm ngọt nước. Bữa nay đầu mùa là cái thịt của nó ấy, nó mềm, nó không có dai. Con ơi, cuối mùa thì có mấy cái con mà con nó già rồi á, nó rất là bự con luôn, thì cái thịt đó nó sẽ bị dai hơn các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ dừng cái video này tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye. Bye. Xin chào. That's a wrap. Really? Raise a clam, and we're out.